Xin chào các bạn. Thì vào trưa hôm nay, ACCD Thành Thánh đã xuất hiện và fit full cái máy lock trên cái máy lock nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp cái mã ACCD Thành Thánh lên cái sim ghép để mình fit full lỗi cái máy lock, nghĩa là full như máy quốc tế luôn. Có điều các bạn không thể tháo sim ghép ra thôi. Và yêu cầu hiện tại là OS phải cao nhất. Các bạn lưu ý OS cao nhất hiện tại là 13.3.1, còn OS thấp hơn là Apple chặn, người ta không cho không có cho active qua OS thấp hơn ha. Và đây là những cái sim ghép bên mình phân phối VIP PT NR và sim PT, PT sim, sim đen nè, sim vàng nè. Bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn các bạn nâng cấp cái sim ghép, nhập mã CCD của các cái sim ghép mình phân phối nha. Bây giờ mình sẽ thử cái sim ghép là VIP PT trước nè. Đây là sim ghép VIP PT nha. Trước tiên thì mình sẽ gắn cái sim ghép vô. Mình xin nhắc lại các bạn là hiện tại OS bắt buộc phải cao nhất mình mới active CCD Thành Thánh được nha. Đây, bây giờ mình sẽ gắn sim vô nè. Rồi, nó nhận sim nhưng mà nó chưa hiện cái bảng lên, mình sẽ bật tắt máy bay. Đây, các bạn lưu ý là đối với những cái sim ghép VIP PT hay NRR, hay VIP PT với NRR thì cái menu nó giống nhau. Các bạn lưu ý là menu giống nhau nha, nên mình sẽ chung vào một cái hướng dẫn. Menu giống nhau, khi nào mà mình sẽ gắn vô nó hiện cái bảng này, mình sẽ chọn cái ECCD Perfect Mode này. Rồi sau đó mình sẽ nhập cái mã này vô. Các bạn nào chưa có mã này phải nhập vô 8901-4103-2704-2160-0735. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành bấm gửi ha. Chấp nhận. Sau khi gửi xong thì máy nó sẽ văng cái màn hình active ra. Và lúc này mình chỉ cần kết nối wifi và mình active vô thôi nha. Chỉ cần kết nối wifi active vô là lên full như máy quốc tế luôn. Rồi mình đang hướng dẫn là cái menu sim đối với VIP PT và NRR lên free time, free time 2m này ha. Rồi đây có điểm truy cập cá nhân này, mình tắt wifi cho các bạn thấy ha. Các bạn lưu ý là đối với những cái bạn nào ghép sim mới vô cái máy thì các bạn làm như vậy. Còn những bạn nào đã ghép sim với VIP PT và NR Pro rồi thì các bạn vô ứng dụng sim nha. Mình sẽ vô lại nè, cài đặt nè, ứng dụng sim. Rồi xong các bạn sẽ chọn dòng số 1. Các bạn lưu ý là mình muốn nhập mã ECCD Thành Thánh thì mình sẽ chọn dòng số 1. Sau đó các bạn làm tương tự, mình sẽ chọn dòng số 2. Đó, cái này là mình hướng dẫn cho các bạn nào đã mà ghép sim vô trong rồi nhưng mà không phải là chế độ Thành Thánh nha. Các bạn lưu ý là sau khi mình ghép xong thì mình phải gắn kèm sim ghép, còn mình tháo sim ghép ra là không có được. Rồi, đó là hướng dẫn về VIP PT và NRR, mình sẽ bỏ qua một bên. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái loại sim ghép mà bên mình phân phối từ rất là lâu đời rồi. Đó là sim bản đen nè, sim PT hoặc là sim DB sim, hoặc là cái phôi vàng nè. Thì hai cái menu đối với hai cái loại sim này nó tương tự nhau. Các bạn lưu ý là nó tương tự nhau nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái sim, mình sẽ gắn vô và hướng dẫn cho các bạn. Đây. Mình đang tiến hành hướng dẫn nhập cái mã ECCD với sim phôi vàng và phôi đen. Rồi bật tắt máy bay nè. Các bạn lưu ý nếu mà cái sim nào nó hiện menu rồi thì mình không cần phải bật tắt máy bay làm gì hết nha. Các sim khác gắn vô. Rồi mình sẽ
hiện cái menu. Các bạn lưu ý đối với sim đen và sim vàng nó sẽ hiện cái menu giống như vậy nha. Các bạn sẽ chọn dòng Edit ICCD này. Các bạn lưu ý Edit ICCD nha. Rồi sau đó các bạn nhập cái mã ICCD mà mình cung cấp lên. Rồi, bấm lại 8901 này, 41032704216007352 ha. Rồi mình copy cái này lại. Rồi mình send, bấm gửi ha. Rồi các bạn, menu tiếp theo cái này là cái chế độ sim ghép thành thính của hơn 1 năm về trước. Các bạn sẽ chọn dòng số 7 nha. Các bạn lưu ý dòng số 7, còn dòng số 8 và số 9 thì không được nha. Số 7. Rồi, chấp nhận. Chấp nhận rồi thì mình, sau khi chấp nhận thì cái mình sẽ active giống như cái kia thôi. Nhưng mà cái sim này mình xài chung cái mã CCD nên sẽ tự lên thôi. Tự lên nha. Ok ha. Mình lưu ý các bạn lại là sau khi nhập mã CCD thì mình sẽ active qua Wi-Fi nha, với điều kiện OS cao nhất. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nào mà đã từng ghép sim phôi vàng và phôi đen của bên mình phân phối ở trước đây nhưng mà không phải fit full như hình thánh, thì bây giờ mình sẽ vô ứng dụng sim. Các bạn lưu ý mình vô ứng dụng sim này trong mục di động ha. Mình sẽ vô ứng dụng sim. Các bạn thấy ở đây có 7-8 dòng thì các bạn sẽ chọn vô dòng số 3. Những ai đã ghép rồi mà không fit full thì bạn chọn dòng số 3. Sau đó mình sẽ nhập cái ICCD mới này vô, rồi mình sẽ bấm gửi thôi. Nè, bấm gửi nó sẽ hiện lên dòng số 7, 7, 8, 9 dòng ha, mình sẽ chọn dòng số 7. Rồi, ok. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn bốn cái loại sim ghép, sim VIP PT NR Pro và sim phôi vàng phôi đen do bên mình phân phối. Các hình thức là các bạn ghép mới bằng cái ICCD hoặc là các bạn update cái ICCD trong cái ứng dụng sim ha. Đây, ứng dụng sim. Anh em nào có nhu cầu ghép sim thì vui lòng ghé phụ kiện ba miền. Bên mình không có bán ship code đối với khách lẻ nha. Còn các anh em cửa hàng muốn mua số lượng sim ghép, mình chỉ bán số lượng thôi. Nếu muốn nạp sẵn cái chế độ ICCD thành thánh thì mình sẽ nạp sẵn cho anh em luôn. Mình chỉ cần mình bỏ về và mình active vô thôi, không cần phải bấm thêm cái mã vô nữa. Đó là điều rất là tiện lợi. Đây, cảm ơn ạ.